người viết chợ một viết hết cái giấy tờ này nè. Ngất ngây còn bán hết sạch không có cái gì mà vậy. Chiều lại lạnh đến cất ăn nó hỏng mất chỗ ở. Đang lấy thì nó lại bé, đặt lên cái đôi ngoài này này. Đây. Đây. Ai đến hàng quận mua được hàng không? Ai đi về hết không bán đi chợ luôn. Ba đồng hai con nặng như này, ba đồng cá ba ơi, đồng luôn á.
quanh. Thế là bảo ở nhà ta cũng có muối nhưng mà thôi ta lười thuốc, tao khách tú về. Bà nhâm gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này bán chết là để héo. Ai bán để héo? Thank you.
đôi chay. Hôm nay đi về thăm chưa lâu ngày. Bye bye con, đã về chưa chay? Bye 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 bye. Rồi làm con ra ngoài năm nữa. Thank you.
tao là tưởng thứ sao? Con không? Không. Mấy mà đầy nó lồng không độc quả không thì nói ở đây cả cỡ đây rồi đỡ chữa chạy chữa. Wow.
Chết này. Wow, chết. Chuột gì to này. Thank you.
Đặt đâu được. Thank you.
Thank you.
có chó rồi không ăn tôm, không ăn tôm hỏi em luôn. Thế nào khách đi đến gần đâu cả nhà, nào khách đi con nào nè đây, ờ đi mà người ta quay nào đi đến gần đâu. Mua đâu mà ra đó, người ta phải làm hai quả. Ghét này nhìn rất đáng yêu. Cà phê thì ở đây là ăn bả đây. Đấy, biết rồi. Ôi trời, dáng hết cả. Bẻ ra hay muốn này nó cái đầu. Nếu mà tin bán, nếu mà cô lần nữa là cái chết luôn. Một nốt quả mít.
ngọt lắm nhá. Quả đường nước này có đủ mùi mùi là mùi nhất là các bạn có mùi nhất là các bạn bánh chạy hả? Đây là giống hoa gì đấy? Ăn sống mới thích ăn tỏi tươi. Vợ đi nước ngoài ấy. Thôi, đọc cái nói thế chứ. Khô thì hả? Đây trống tí. Đừng mai nữa. Có bố à? Chứ đâu, lên lên lên.
Thank you.
là lọc kìa. Ngon quá. Đây, đây, đây. Đây, đây, con cầm, con cầm. Đấy. Nguội lên đấy, nguội luôn. Nó hết trong mồm đi. Bỏ nó thổi. Nẻ hết cả môi kìa. Ăn thế, ăn ở nó nhà ăn nó đi. Nó ăn nhá. Ừ, cho con tôm. Con tôm mà thấy ngon quá. Đúng rồi. Con buồn lần rồi. Bây giờ ăn tết tết. Đọc của tôm. Kể cho nó ăn. Nó bằng nó xé thành tí một thôi. Thấy chưa? Ăn mà xé tí một. Mời các bạn. Mời các bạn ăn nhé. Mềm không? Mềm đây. Rất mềm. Cả hai miếng cũng mềm. Mềm. Mềm mà nóng. Thôi con không ăn được đâu. Ăn hết mình đấy. Hả? Dâu.